Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và, và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Bí thư Trung ương Đảng hội nghị trực tuyến toàn quốc nhìn lại 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bế mạc Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ ba. Hoạt động chào mừng lễ Giáng sinh ở các địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 12, 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm 2015 và nhìn lại 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An. Bốn năm qua, việc thực hiện chỉ thị 03 tiếp tục được cấp quỹ các cấp quan tâm đẩy mạnh dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, góp phần quan trọng vào kết quả chung trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xuất hiện cách làm mới thiết thực, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trong đó có trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về cách thức quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị không ma, nhất đại diện lựa chọn nội dung, hình thức học tập và làm theo. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo trong việc tổ chức rèn luyện đội ngũ cán bộ giải quyết bức xúc vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội. Đại biểu cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn tồn tại ở từng cơ quan, đơn vị địa phương, từ đó kiến nghị đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị 03. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Vinh, Quỹ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, có phần quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương cả nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, trong một số nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của bộ phận giúp việc cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức sinh động, phù hợp, nhân trọng những mô hình hay, cách làm tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của nhà nước. Thưa quý vị, nhờ thực hiện tốt công tác lao động việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi lao động liên tục giảm còn khoảng 2,4%. Mạng lưới dạy nghề từng bước phát triển với gần 1.500 cơ sở, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hội nhập quốc tế. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Thị Hải Truyền tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện, nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động, người có công và 6 năm thực hiện đề án đào tạo nghề nông thôn. Đến dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Chủ Đức Đam, Tại đầu cầu Long An, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ông Nguyễn Trang Bon chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm năm 2011-2015, ngành lao động thương binh và xã hội đã tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 51%, tăng hơn 11% so với cuối năm 2010. Đào tạo nghề Việt Nam ngày càng phát triển và ghi dấu bằng nhiều giải thưởng cao tại các hội thi tay nghề khu vực và thế giới nâng chuẩn trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 1,4 triệu người có công, quy động mọi nguồn lực xã hội cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người có công với cách mạng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4,5%. Đối với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 6 năm 2010-2015, toàn quốc đã có trên 4 triệu lao động nông thôn được đào tạo, trong đó có hơn 78% số người có việc làm hoặc làm nghề cũ nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn trước tuy nhiên tỷ lệ lao động có việc làm thiếu bền vững, nguồn cung lao động lớn hơn cầu, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp, tình trạng bạo lực, bất bình đẳng giới còn xảy ra, tệ nạn ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả. Để từng bước khắc phục hạn chế trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Chủ Đức Đam yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội phải đào tạo nghề gắn với thị trường lao động thông qua doanh nghiệp, đổi mới thực chất đề án đào tạo nghề nông thôn, đảm bảo chế độ an sinh xã hội cho người khuyết tật, dân tộc thiểu số và xem đối tượng này là chủ thể trong mọi chính sách. Bên cạnh đó phải tăng cường hơn nữa thực hiện bình đẳng giới, giải quyết tốt tình trạng mại dâm, nghiện ma túy. Sau gần 2 ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương nghiêm túc và dân chủ, sáng nay, Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An lần 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đến tham dự đại hội có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phạm Văn Tân, các nguyên bí thư tỉnh ủy Trương Giang Tiếp, Nguyễn Nam Diệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Giang Điên. Với chủ đề đoàn kết trí tuệ hội nhập phát triển, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ 3. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Long An phấn đấu xây dựng trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ vai trò đồng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 30 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Lực tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2010-2015. Chiều qua 24 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 15, kỳ họp lệ cuối năm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận tồn tại hạn chế và đưa ra các vấn đề cần khắc phục qua kỳ họp thứ 14 diễn ra ngày 3 tháng 11 và kỳ họp thứ 15 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của tỉnh quỹ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Quỹ ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức liên quan, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, dành nhiều tâm quyết trong việc thảo luận xem xét thông qua các nghị quyết và tiến hành giám sát góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp và định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà thời gian tới việc tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh được quan tâm chỉ đạo trên tinh thần cầu thị dân chủ và trách nhiệm công tác nhân sự tại hai kỳ họp được chuẩn bị khẩn trương kịp thời chú đáo chặt chẽ đúng quy trình thủ tục tuy nhiên công tác tổng hợp ý kiến mặc dù có tiến bộ nhưng tính khái quát còn hạn chế việc tiếp thu giải trình qua thảo luận tổ còn thực hiện dàn trải mang tính, sự vụ, sự việc khá nhiều. Chưa chọn lọc những vấn đề trọng tâm trước khi thông qua nghị quyết. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quỹ ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, đoàn thể tỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả tồn tại, hạn chế, góp phần tổ chức các kỳ họp sau của Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt kết quả cao hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. sau đây đài những thông tin hoạt động mừng để Giáng sinh năm 2015. Trong không khí hân quang chào đón để Giáng sinh 2015 của đồng bào công giáo, tối qua 24 tháng 12 2015, ông Trần Văn Cần, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh quỹ, ông Đặng Văn Sướng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Lê Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ông Trần Kim Lân, Quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Tân An, cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Tân An đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ Tân An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc thư chúc mừng lễ Giáng sinh 2015, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Lê Tuấn biểu dương những đóng góp quý báu của nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào công giáo nói riêng, bày tỏ tin tưởng giới truyền thống đoàn kết, quyết tâm, giáo dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tôn chỉ và đường hướng của mình sống tốt đời đẹp đạo vượt qua khó khăn thách thức tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước trước thềm năm mới bính thân 2016 ông kính chúc quý linh mục tu sĩ cùng toàn thể giáo dân đón mùa giáng sinh an lành hạnh phúc tại nhà thờ tin lành tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông hoàng trang liên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lê bá phước cùng lãnh đạo thành phố tân an đã đến mừng đêm chúa giáng sinh cùng với bà con tín hữu nơi đây đọc thư chúc mừng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An gửi đến các mục sư, tín đồ tin lành, ông Hoàng Giang Liên khẳng định, trong những năm qua, bà con tín hữu luôn thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Trang Liên đã gửi lãng qua chúc mừng các linh mục tín đồ tin lành đón một mùa lễ an lành ấm áp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tối qua, đoàn cán bộ tỉnh do ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng giáo sứ Bình Quân nhân dịp lễ Giáng sinh 2015. Tại giáo sứ Bình Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các vị linh mục cùng bà con giáo dân vui đón mùa Giáng sinh bình an hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực và những đóng góp của các chức sắc giáo dân trong việc chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh, khẳng định tình đoàn kết lương giáo trên địa bàn ngày càng thắt chặt hơn trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tại huyện Cần Đức, tới qua đông đảo người dân đã đổ về các nhà thờ trên địa bàn huyện để mừng Giáng sinh và chào đón một năm mới an lành tại nhà thờ giáo sứ Tràng Phước, Mỹ Điền, Nha Ràm, Long Kim và tại các hội thánh. Ngay từ chiều ngày 24 tháng 12 đã đông kín người dân tới tham quan vui chơi và thưởng thức các chương trình văn nghệ giải trí trong không gian rực rỡ của đèn hoa và cây thông Noel. Mọi người tranh thủ ghi lại những giây phút vui tươi hạnh phúc bên người thân trong không khí ấm áp của Giáng sinh. Nhiều gia đình, bà con giáo dân còn dựng hang đá rất công phu, đã thu hút đông đảo người dân tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Rất đông các bạn trẻ tụ tập thành từng nhóm phấn khích vui đùa. Các em nhỏ trong bộ quần áo ông già Noel được ông bà, cha mẹ dẫn đi chơi, được tặng quà bánh, quà cho dòng người tấp nập, khiến cho không khí đêm Giáng sinh thêm rộn ràng. Bà Nguyễn Thị Qua, ấp cầu chùa xã Mỹ Lệ và bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, ấp sáu xã Phước Tuy, huyện Cần Đức phấn khởi nói. Năm nay là năm đầu tiên tới lễ Noel này, không khí rất là vui mong ước là quan năm tốt hơn này nữa không khí nó nhộn nhịp hơn vui vẻ hơn bà con đồ khấm khá hơn năm nay thì rất là vui vui nhiều hơn mọi năm giáo dân đến rất là đông và tất cả một số người giáo dân người ngoại đạo cũng đến thì cũng mừng cái giáng sinh chung với lại họ đạo ở đây còn tại thành phố Thuận An không chỉ tại các nhà thờ mà trên nhiều tuyến đường chính của thành phố cũng tràn ngập và trọn ràng không khí ngày lễ Noel tại các điểm chui chơi dành cho trẻ em như công viên phường 3, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi thu hút rất đông các em nhỏ trong bộ đồ ông già Noel đang hào hứng với đủ trò chơi hấp dẫn. Nhưng dường như các khu vui chơi không thể đáp ứng hết với số lượng khách hàng nhí tăng đột biến gấp chục lần ngày thường. Ngay trước siêu thị có óc mắt, một đường hầm được tạo nên từ hàng ngàn bóng đèn LED đủ màu sắc trở thành tâm điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và nhất là phụ huynh đưa con em đến tham quan chụp ảnh các em bị cuốn hút hoàn toàn bởi muôn ngàn ánh sáng lấp lánh và rực rỡ cả một góc đường rộng ràng và nô nức không kém là các cửa hiệu ảnh tại đây các chủ cửa hiệu trang hoàng rất công phu và tỉ mỉ với đầy đủ đặc trưng của ngày lễ giáng sinh như hàng đá máng cỏ ông già noel ông già tuyết tuần lộc cây thông để phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm của các em nhỏ cũng trong tối qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn ca múa nhạc thời trang phục vụ đông đảo nhân dân trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2015 và đón chào năm mới. Không khí Giáng sinh được tái hiện rộng ràng trong tiếng nhạc cùng ánh đèn sân khấu lung linh sắc màu. Ngoài những tiết mục ca múa nhạc với các bài hát chủ điểm về Noel như khúc nhạc Giáng sinh, bài thánh ca buồn, mưa tuyết rơi mùa đông, chương trình còn tạo điểm nhấn thu hút khán giả bởi các tiết mục biểu diễn thời trang, tươi sinh, ngày cưới, thời trang, dạ hội, dạo phố. Mở mùa Giáng sinh, cũng là dịp chuyển trao giữa năm cũ cho năm mới. Người dân Long An cùng với các tỉnh thành trong cả nước là đón không khí Noel với tâm trạng náo nức và hy vọng và một năm mới tốt lành. Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện vui đón Giáng sinh, huyện đoàn Đức Hòa đã phối hợp cùng nhóm sức trẻ nhiệt và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa tổ chức tặng quà Giáng sinh cho các em bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa. Đợt này, đoàn đã tặng 100 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị ngoại và nội trú tại bệnh viện. Các phần quà gồm bánh, kẹo các loại do Quyền đoàn Đức Hòa dẫn động nhóm sức trẻ nhiệt hỗ trợ. Các y bác sĩ và đoàn thanh niên Quyền Đức Hòa đã tận tình thăm hỏi sức khỏe các em, đồng thời tổ chức mừng Giáng sinh cho các em. Được biết, trong dịp Noel 2015, nhóm sức trẻ diệt đã tổ chức chương trình mùa đông mừng Giáng sinh và tặng 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi không có điều kiện đón Noel. Đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường mầm non, dùng sâu, dùng xa trên địa bàn huyện Đức Hòa. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Dương biên tập cùng các phát thanh viên Phương Thanh và Hoài Đức thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thánh giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.